Nga phản công dồn dập, Ukraine gặp cái kết đáng. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hàng loạt mục tiêu quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh hôm 6 tháng 11 vừa qua. Theo hướng Krasny Liman, đối phương đã tiến hành các cuộc tấn công bất thành nhằm vào các khu định cư Plosanka, Otymokha, Stemakhovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan và vùng Yambolovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố hôm 6 tháng 11. Ông Konashenkov cho biết các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga tại Lugansk và Donetsk, miền đông Ukraine, khiến cho 250 quân nhân Ukraine không qua khỏi, đồng thời phá hủy hai xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống rocket loạt Grad, một pháo tự hành bọc thép và 12 ô tô. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác của Nga cũng loại bỏ nhiều lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine ở khu định cư Krasny thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk sau cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của lực lượng không quân Nga. 100 binh sĩ thuộc các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine và nhóm đánh thuê nước ngoài đã không qua khỏi. Trong đó có khoảng 40 lính đánh thuê từ Mỹ, Anh và Ba Lan. Ngoài ra, còn có 10 phương tiện chiến đấu bọc thép bị phá hủy, ông Konashenkov nói thêm. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách tấn công các vị trí của quân đội Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lukas và vùng Kharkov, nhưng không thành công. Theo hướng Kupyan, một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của lực lượng quân sự Ukraine với sự yểm trợ của nhóm theo chủ nghĩa dân tộc, đã tìm cách tấn công các vị trí của quân đội Nga tại mặt trận theo hướng khu định cư Novosielovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Lukas. Ông Konasenkov nói, đồng thời xác nhận quân đội Nga đã ngăn chặn được các nhóm vũ trang Ukraine. Hơn nữa, đối phương đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga tại khu định cư koblenz ở vùng Kharkov, nơi họ bị đẩy lùi. Trong 24 giờ hướng Kupyan, có tới 200 quân nhân Ukraine, 8 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép và xe bán tải đã bị loại bỏ. Ông Konasenskov nói thêm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, lực lượng phòng công Nga đã đánh chặn 8 tên lửa HIMARS và OKA của Ukraine, một tên lửa chống Radaham, cũng như bắn hạ tên lửa đạn đạo Tokayu trong một ngày. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng bắn rơi 16 máy bay không người lái UAV Ukraine ở nhiều khu vực. Ông Konashenkov xác nhận lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 331 máy bay quân sự, 169 máy bay trực thăng, 2.452 máy bay không người lái, 386 hệ thống tên lửa đất đối không, 6.398 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 883 hệ thống rocket phóng loạt, 3.560 pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.086 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2. Ở một diễn biến khác, trước đó, quân đội Ukraine đã tập trung số lượng lớn xe tăng và xe cơ giới bọc thép sẵn sàng trận chiến ở trào lửa sơn trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Rất nhiều thiết bị đang được tập trung, với ngày càng nhiều xe bọc thép, xe tăng được đưa đến, Phó lãnh đạo khu vực sơn Kirill Stimosov cho biết. Theo ông, việc sơ tán dân thường sang tả ngạ sông Dnipro và các khu vực khác của Nga vẫn tiếp tục. Người dân trong thành phố vẫn có thể tự do rời khỏi hữu ngạ sông Dnipro, quan chức sơn nói. Trước đó, thống đốc vùng Khắc Sơn do Nga bổ nhiệm ngày 18 tháng 10 cho biết, dân thường ở hữu ngạn sông Nipper sẽ được sơ tán sang tả ngạn do nguy cơ lũ lụt có thể xảy ra nếu quân đội Ukraine tấn công nhà máy thủy điện Kharkovka. Ông Stimausert cũng cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine tăng cường pháo kích ở khu vực Kherson trong bối cảnh chuẩn bị một cuộc tấn công tại đây. Lực lượng Ukraine chuẩn bị cho một giai đoạn khác của cuộc tấn công vào Sơn các lữ đoàn pháo binh, khẩu đội xung cối, máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng của quân đội Ukraine dội hỏa lực quy mô lớn trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc phản công, ông Stimosov nói thêm. Theo ông Stimosov, Ukraine cũng tăng cường các cuộc pháo kích vào vùng liên lạc Nikolayev. Việc tái bố trí bộ binh và phương tiện của Ukraine đang diễn ra trên các hướng khác. Lực lượng Nga đã loại bỏ một vị trí pháo của Ukraine. Suốt nhiều ngày qua, Nga và chính quyền thân Nga ở Sơn tích cực kêu gọi sơ tán dân thường khỏi vùng lãnh thổ chiến lược này. Họ tuyên bố rằng khoảng 70.000 dân thường đã tự nguyện sơ tán và sẽ được cấp giấy chứng nhận để có nhà ở miễn phí ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ Nga. Tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine đóng vai trò là cửa ngõ dẫn vào bán đảo Crimea bị Nga kiểm soát không lâu sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga tuyên bố sắp nhập Kherson hồi đầu tháng 10 cùng với ba tỉnh khác của Ukraine, Kherson có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine bởi vị trí quan trọng của khu vực này bên sông Dnipro, gần cửa biển đen và là một trung tâm công nghiệp với sông và cảng lớn. Nga cũng đi phát những tín hiệu cho thấy chuẩn bị rút quân khỏi Kherson. Lý do được đưa ra là có thông tin rằng Ukraine sắp tập kích con đập Nova Kharkivka để làm ngập lụt khu vực này. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ thông tin trên theo Tổng thống Ukraine việc sơ tán dân thường của Nga chỉ là một cái bẫy mà họ tạo ra nhằm tạo cảm giác hoảng sợ. Một quan chức phương Tây giấu tên đã đánh giá, Nga dường như có kế hoạch rút lực lượng khỏi bờ Tây sang bờ đông sông Dnieper, nơi họ có thể phòng thủ tốt hơn. Dữ liệu tình báo và hình ảnh vệ tinh cho thấy, trong những ngày gần đây, Nga đang xây dựng các cộng sự và tuyến phòng thủ ở thành phố Kherson và Nova thị trấn bên cạnh đập và trạm thủy điện. Các nhà quan sát cho rằng, Nga đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng cho tác chiến đô thị ở Khắc Sơn. Trong khi đó, giới chức Ukraine cảnh báo nếu cố thủ ở Khắc Sơn quá lâu, lực lượng của Nga có thể bị bao vây bởi hầu hết các cầu bắc qua sông Dnipro đã bị khí phá hủy hoặc kiểm soát.